Ngày 25 tháng 8, mực nước thấp nhất âm 1,04 m xuất hiện vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8. Chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 24 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8.